Nhanh đấy. Lại thánh nữa rồi. Mày thích sao? Ừ. Mày gạch tao là mày tấn số rồi. Thôi. Em xin rút lại lời vừa nói. Đậu xanh á. Trời, mất sát luôn. Ra đường thẳng cái nó bén mất sát luôn. Đây. Cái mấy cua như thế này mà chơi được. Không, thằng này mình lo được. Nó lặng lặng sợ ghê đó. Đụng nó là to quá. Quái thiệt. Nó khó chịu quá. Tuổi nè. Bạn quý liền. Bạn cũng có tuổi đấy, nhưng mà bạn tuổi lon, hiểu không? Tuổi lon. Bây giờ mình có lừa các bạn đâu, mà nói mình lo được là mình lo được. Nó hết mà làm như bố người ta vậy. Nó nhiều quá thiệt. Nó phủ đầu không cho nào chửi nó luôn á. Mình nói mình lo được là mình lo được mà. Mình chưa bao giờ lừa các bạn đó. Ba đồ yêu mấy khách này. Này hết Nico tốc độ mà. Làm mấy cái đoạn nhìn thẳng thì nó khác như máy điện luôn. Không biết đường tắt đường đồ á chứ. Mấy cái kiểu như phải map phải cua cua như thế này nè. Chiến hết mới được. Chứ mà map đường thẳng quá chịu á. Nhìn này qua mấy cái đường tắt nó bựa ghê. Quá non. Mày hơi non rồi. Mấy này mình đập như con hết. Rồi giờ gió đâu ra vậy? Là giờ ai đồ gió nữa các bạn à? Lên TV rồi. Nhiều lúc có mấy thằng phớt đó, nhìn y chang luôn. Mình đang làm clip người khác đua, tự nhiên mình thấy tự nhiên cái nhìn vô mình cảm giác như là cái nít mình bị hắt vậy. Nhìn kỹ lại mới thấy vậy. Mấy thằng cực âm khó chịu ghê ta. Kéo này. Vãi thiệt. Đồ nó có lần quay lật xe luôn bạn. Xe lật ngược lại luôn. Cái Nitro này. Cua bên trái nha. Thế thì nó mới nhanh được. Đoạn đó các bạn xử lý tốt và outlay được nhiều đứa đấy. Mình thấy là cái map đó tụi nó gãy cho đó rất nhiều.
chính xác tí. Năm này mình đua nói chung là cảm giác quá rồi, cảm giác thú quá nhiều rồi. Năm này mình đua chắc phải chục nam lắm ạ. Rồi giờ gió này non không ta, không gì đích luôn. Không bèn thì hôm trước, cái hôm trước top rank điện thoại á, đua gắt hơn nhiều. Xì đà ta. Rồi. Dễ ta. Mình tin tưởng vào con bé hồi này trô quá. Lắp một hơi chậm, lắp hai ráng gồng xíu. Sao mình không có cái cảm giác siêu dữ hướng đó ta? Toan không à? Đưa mắm này phải tập trung ghê lắm, mắm này dễ bị lỗi. Vẫn ngon, quân ba là đẹp rồi. Trời ơi, nhiệt thiệt luôn á. Mấy ông này cứ xe đốt nhanh thôi, đi cho nâng cấp vật cua. Mấy cái đoạn mà các bạn sẽ đốt đốt nhanh á, đạp hai phanh á thì nó hiện xe đốt đốt, còn mà không đạp đạp một phanh thì nó ra nên cho nó có vượt cua. Nhưng cũng vậy à, hôm nay chơi con bé này sai quá. Thì là cha mới đúng, cha hay là lo chúng tử. Này hỗ trợ được 30 giây à, mấy cái map dài dài á, nó chạy Sida lắm, yếu. Nhưng mà lấy mà để đoạt lợi thế lúc đầu tiên á, không được. Các bạn thấy khúc đầu không? Đầu mình tăng tốc rồi, kết hợp với con Edwin bỏ từ kia khúc xa luôn. Các bạn nên chơi cái map này nhiều vô, chơi cái map này vô, lên trình sẽ đốt nhanh đó. Đây các bạn đua càng ngày càng tốt rồi. Được 56 ta. Ok thôi, clip cũng đến đây thôi nha các bạn. Các bạn xem thấy thì nhấn like ủng hộ mình nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha các bạn. Nhấn đăng ký để tiện thể nếu mà mình up clip các bạn có thể thấy luôn nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.